Với chủ đề tăng cường hợp tác cùng có lợi, chung tay kiến tạo tương lai, tại tọa đàm doanh nghiệp hai nước đã thảo luận tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác của nhau, phù hợp định hướng hai nước và xu thế toàn cầu trong các lĩnh vực phát triển kết nối hạ tầng, hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, tài chính ngân hàng. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, với nỗ lực chung của hai bên, nhất là các chuyến thăm lịch sử của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và toàn diện. Theo Thủ tướng, thời gian qua quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp, tuy nhiên quan hệ kinh tế chưa tương xứng với tầm vóc của quan hệ chính trị, xã hội tốt đẹp giữa hai nước. Do vậy, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa kết nối hai nền kinh tế và một trong những trọng tâm là kết nối doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhà nước có trách nhiệm quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, hạ tầng, chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực và ủng hộ doanh nghiệp hai nước, hợp tác hoạt động công khai, minh bạch, bình đẳng, đề nghị các doanh nghiệp tích cực chủ động kết nối, hỗ trợ nhau trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Thông tin về chiến lược, kết quả tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 40 năm đổi mới, Thủ tướng Chính phủ cho biết để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam cam kết 3 bảo đảm, 3 thông, 3 cùng. Trong đó, hạ tầng thông suốt, cơ chế thông thoáng, quản trị thông minh, cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhanh và bền vững, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác trao đổi để tham mưu cho chính phủ, các bộ ngành địa phương hai nước để tháo gỡ rào cản sản xuất kinh doanh thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, kết nối chiến lược trên các lĩnh vực. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường bày tỏ tâm đắc với bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất trí về sự ủng hộ hai chính phủ đối với doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là anh em tốt, đối tác tốt, đáng tin cậy, có thể dựa vào nhau, đoàn kết một lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức, rủi ro, nhấn mạnh. Hợp tác kinh tế, thương mại hai nước vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, nhiều tiềm năng để phát triển. Giai đoạn tới, hai nước cần quan tâm ba phương trọng điểm, trong đó cần tiếp tục kết nối chiến lược phát triển hai nước. Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc có thế mạnh về điện gió, điện mặt trời, xe điện đang phát triển hàng đầu thế giới, phù hợp nhu cầu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Việc hợp tác cùng có lợi sẽ xuất hiện trong các lĩnh vực này. Thủ tướng Lý Cường nêu ba mong muốn không ngừng quan tâm các chính sách quan trọng lớn, chủ động hơn để hòa nhập sự phát triển quốc gia, các kết nối chiến lược, huy động các nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy phát triển hài hòa các ngành nghề công nghiệp. Cho biết chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xuyên biên giới, tập trung sức lực nâng cao sức sáng tạo, tập trung phát triển lĩnh vực năng lượng sạch. Thủ tướng Lý Cường tin rằng hợp tác kinh tế thương mại hai nước sẽ giành được kết quả to lớn hơn trong thời gian tới.